Xin chào lại gia đình mình nhá. Thì lại khung giờ là 8:03 mỗi tối rồi. Thanh Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương lại chúc anh chị quý vị mình có một buổi tối vui vẻ. Qua làn sóng này hãy chọn cho mình mẫu xe ghi nhá. Rất là vui này, được gặp lại cả gia đình mình. Thì như thường ngày thôi, em phải xin phép cũng lên sóng báo giá cũng như trò chuyện và tương tác cho toàn thể anh chị quý vị nhà mình những dòng xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh buôn bán ký gửi những dòng xe đã qua sử dụng từ 4 đến 7 chỗ nhá. Muốn có xe hay thì tìm ngay Thanh Tùng tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Vâng, để lại những bình luận đi, để lại những comment và lượt chia sẻ đi. Để em xin phép được tư vấn cho lại gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Văn Khương. Vâng, chốt ok bác Văn Khương ạ. Cảm ơn rất là nhiều này những anh chị quý vị nào mà vừa lên sóng được vài chục giây thôi đã vào tham gia buổi livestream rồi. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều. Cho em gửi lời cảm ơn của em này đến anh chị, đến quý vị cũng như gia đình mọi người nhá. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ ạ. Thì em xin phép để lại hai số hotline trên phần bình luận đây để mọi người cùng tham khảo giùm em nhé. Những thắc mắc gì này về xe cộ cũng như giá cả thì cứ gọi điện trực tiếp cho em đi. Bắt máy 24/7 không kể thứ bảy và chủ nhật nhá. 0347 này 701777 và 0343540999 đây. Ok. Vâng, chào bác Đinh Hữu Nghệ này. Chào bác Thanh Ngoan. Chào toàn thể anh chị quý vị yêu mình. Đấy, em xin phép đi một vòng này cho những anh chị quý vị nào mà khách hàng đầu tiên vào xem này, quan sát tổng thể luôn một lượt chợ bên em này. Ưng mẫu nào, ưng xe nào để lại bình luận, để lại comment luôn. Đấy, em sẽ cho tổ tư vấn bán hàng gọi điện ngay cho anh chị quý vị yêu mình. Đấy, tham khảo giá cả luôn nhé, tham khảo giá trên buổi livestream ngày hôm nay luôn. Đấy. Vâng, chào bác Nguyễn Khánh Toàn, chào bác Trần Thị Thu Hằng, xe đẹp. Vâng, cảm ơn bác Nguyễn Trần Thị Thu Hằng rất là nhiều này. Vâng, chào bác Thanh Hoa này. Đấy, một vòng chợ ô tô đầu mối Hải Dương đây. Nhà mình cùng quan sát cùng em này. Đến mẫu nào ưng ý bảo em dừng lại luôn, chụp lại hình gửi qua Zalo cũng như là fanpage cho em nhé. Chào Đồng Hiệp, chào bác Anh Ngọc. Đấy, chào đại gia đình mình ạ. Đấy, rất là nhiều xe này, từ 4 chỗ 7 chỗ này. Đấy, giá cả thì cũng tương đối thôi, hợp lý. Làm sao để phục vụ cho anh chị quý vị này. Đấy, từ những người có thu nhập trung bình này. Đấy, vừa phải thôi là đã có xe này, đã có phương tiện để di chuyển nhá, tránh mưa tránh nắng này, đảm bảo sức khỏe để phục vụ cuộc sống của gia đình này cũng như bản thân này. Đấy, rất là nhiều xe luôn. Nhưng em đang tạm thời đang có 68 đầu nhá, 68 đầu xe. Đấy, để phục vụ anh chị quý vị mình. Đấy, hôm nay thì về thêm vài đầu mới đấy, về nhiều đầu mới nữa để cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo. Vâng, ok, có xe này, xe đẹp, giá tốt, uy tín, tư vấn nhiệt tình. Vâng, cảm ơn bác Trần Trung Kiên rất là nhiều này. Cảm ơn tất cả anh chị quý vị mình vừa xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Đấy nhá, hôm nay bên em thì có về một mẫu Morning đây. Một mẫu Morning mới đi nhá. Số tự động này, đấy, bản SI nhá, nhà mình tham khảo giùm em mẫu Morning này. Bác nào đang quan tâm đến dòng xe số tự động này, đấy, Kia Morning 2018 đây, nhà mình tham khảo giùm em chiếc này này. 1.2 số tự động bản SI nhá. Đấy, màu trắng rất đẹp này. Về một chiếc Hyundai Grand i10 bản bay đây. Đấy, hai đầu này, sedan hai đầu bản bay nhá, nhà mình cùng tham khảo giùm em mẫu này này. Mới về hôm nay luôn này. Đấy, rất là nhiều xe đẹp luôn để phục vụ gia đình của mình. Đây, một vòng đây anh chị quý vị mình đã xem hết ạ. Vâng, ok. Chào bác Nguyễn. Chào bác Nguyễn Viết Hồi này. Chào cho Tùng chốt đi. Vâng, cảm ơn bác Nguyễn Viết Hồi rất là nhiều này. Chào bác Lê Đình Chính, chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ. Đây, rất là nhiều mẫu xe này. Đấy, một mẫu Vivante này, tư nhân chính chủ này. Đấy, cỡ tiền cũng vô cùng là hợp lý thôi. 158 triệu đồng nhá. Nhà mình ai đang quan tâm những dòng xe 7 chỗ này, tầm trung này. Đấy, tham khảo chiếc này Vivante 2008 này. Côn số thì mượt mà này, máy số keo chỉ zin này. Đấy, nội thất theo xe nhá, 158 triệu đồng. Ok, anh Đinh Hữu Nghệ ơi, quay ghét xanh kỹ nội thất tí đi nha. Vâng, còn ghét xanh tí em sẽ quay cho anh rõ nội thất nhá. Vâng, thì cũng đã là cũng khá anh chị quý vị mình vào ủng hộ Thanh Tùng rồi, ủng hộ cho ô tô đầu mối Hải Dương. Thì em xin phép báo giá những đầu xe hiện đang có bên em nhá. Anh chị quý vị nào mà quan tâm đến mẫu nào cứ để lại bình luận, em tư vấn sâu hơn này. Để bắt đầu buổi video, em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu Vivante 193 triệu đồng. Đây ạ, 193 triệu đồng số tự động, đời 2008, động cơ 2.0. Đấy, 193 triệu đồng nhá. Là răng đúc lốp láp đẹp này, máy số keo chỉ sơn xi còn chất, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không ngập lụt đấy ạ. Đấy, tham khảo giùm em nhé.
193 triệu đồng Vivante 2009 ạ. Đằng sau chiếc Vivante 7 chỗ vừa rồi. Tiếp theo đây, em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc Hyundai Grand i10 đây. Hyundai Grand i10 2014 đăng ký vào năm bánh năm 2017 này. Đấy, động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy. Xe này mang nước sơn màu trắng sứ rất là đẹp đây. Xin nhan nằm trên sườn xe. Cặp đèn pha đây halogen chiếu sáng đa chiều còn sáng còn đẹp này. Đấy, nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe. Điều hòa lóng lạnh hai chiều rét buốt luôn, cửa tiền chỉ có 193 triệu đồng thôi. Đấy. 2014 đăng ký vào năm bánh năm 2017 nhá. Đăng kiểm thì còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023. Anh chị quý vị mình quan tâm một mẫu xe nhỏ gọn này, tiết kiệm nguyên liệu này. Đấy, tham khảo dùm em tiếp một tục mẫu này đi. Đấy. Vâng. Chào bác Như Quách Văn này, chào tất cả anh em của cửa hàng Đức Chính cho một buổi tối vui vẻ này. Chúc được nhiều xe đẹp nhé. Vâng, cảm ơn bác Như Quách Văn này. Đúng rồi ạ. Em này, cháu này, Thanh Tùng này, làm việc tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này, và anh và kênh anh Đức Chính nhá, là hai đang hiện thời là hai kênh bán hàng trực tiếp của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Cả nhà mình để ủng hộ chợ ô tô đầu mối ở Hải Dương này, hay cho kênh của Đức Chính này, cũng như kênh đang phát trực tiếp chợ ô tô đầu mối của Hải Dương đây, Thanh Tùng đang like đây, cho hai kênh một lượt like này, cũng như một lượt chia sẻ này, và khung giờ quen thuộc của hai kênh thì hãy cho bọn cháu xin 57 lượt like, 57 lượt chia sẻ để lan tỏa hơn nhá. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều ạ. Vâng, chào bác Ngoan Thanh, chào bác Chiến Đầu, chào bác Nguyễn Khánh Toàn, chào bác Đỗ Dần, chào toàn thể anh chị quý vị mình. Cho Thanh Tùng gửi lời chào đến toàn thể gia đình nhá. Chúc gia đình nhà mình có một sức khỏe này. Đấy, một buổi tối vui vẻ này qua làn sóng livestream này. Hãy chọn cho mình một mẫu xe ưng ý nhất để phục vụ nhu cầu của bản thân cũng như nhu cầu của gia đình mình nhá. Đấy, cửa tiền vô cùng hợp lý thôi. Loanh quanh 500 triệu đồng cho anh chị quý vị các bạn ạ. Cạnh chiếc Hyundai Grand i10 2014 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin gửi đến chị quý vị nhà mình trước đây Cedric Lacetti Cedric đời 2009 đăng ký vào năm bánh năm 2010 255 triệu đồng sedan hai đầu mà phân khúc hạng C này, la răng đúc zin 17 inch mỗi bánh này, lốp lát thì mới cả dàn, cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi, gương kính cụp xe điện, có cả option cửa sổ trời Panama đây. Sedan hai đầu phân khúc hạng C 255 triệu đồng nhá. Máy số keo chỉ thì còn zin, xin gửi đến chị quý vị nhà mình nhé. Vâng, chào bác Nguyễn Huy Hùng, chào bác Lý Văn Lợi này, chào bác Đức Vi, chào bác Hiện Trường, chào bác Minh Quân, chào cả đại gia đình mình đang xem buổi livestream này ạ. Thì để ủng hộ em thì hãy cho em xin 57 lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream này hơn. Nhớ cả cảm ơn anh chị quý vị mình rất là nhiều ạ. Chia sẻ nhiều lên, không mất tiền không mất bạc gì đâu. Đấy. Vâng, chào bác An Thanh ạ. Cạnh chiếc Lacetti Cedric 2009 vừa rồi. Tiếp theo đây lại là một mẫu Vivante nhá. Đấy, một dòng xe 7 chỗ đây. Phân khúc dạng trung, vừa tầm tiền cho tất cả anh chị quý vị mình cùng tham khảo đấy ạ. Với cửa tiền em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 155 triệu đồng thôi. 155 triệu đồng. Chevette Vivante 2008, tư nhân chính chủ Hà Nội, không dịch vụ taxi. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2022. Máy số keo chỉ này, sơn xi còn chất còn đẹp, côn số thì ngọt ngào. Xi nhan trên sườn xe, cam đùi cam hành trình đầy đủ rồi. Nội thất ghế da sạch xe này, mang em nó về sẵn đi, sẵn di chuyển thôi nhá. 155 triệu đồng, tham khảo dùm em đi cả gia đình ơi. Vừa rồi là khá nhiều mẫu tầm 150 này, 200 triệu này, hơn 200 triệu một chút này. Đây, 115 triệu đồng tư vấn đến gia đình nhà mình này. 115 triệu đồng nhá. Anh chị quý vị nào mà đang quan tâm đến dòng xe tập lái sedan ở đầu, nước sơn màu đen này. Đấy. Đèn sáng còi kêu, bốn bánh quay tít luôn, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. La răng đúc lốp láp đẹp, hơn 100 triệu đồng một chút thôi. 115 triệu đồng. Lacetti 2008, 1.5 số sàn này, tham khảo dùm em này. Đấy. Tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi nhá. Có 115 triệu đồng thôi. Tham khảo dùm em chiếc này đi ạ. Vâng, chào bác Phượng Hoàng này. Ôi chết rồi. Chào bác Phượng Hoàng này, chào bác Đàm Chiến này, chào bác Phạm Trách, chào bác Đức Vi. Chào toàn thể chị quý vị nhà mình ạ. Đây em xin giới thiệu lần lượt những mẫu xe bên em đang có nhá. Nhà mình đang quan tâm đến dòng nào, quan tâm mẫu nào, phân khúc tầm bao tiền để lại bình luận đi để em xin giới thiệu ạ. Morning tầm 160 triệu form dáng mới không ạ. À bác Tô Văn Hiệu ơi,
form morning mà tầm 160 triệu thì không có chiếc nào form sáng mới đâu nhá. Còn bên em đang có hai chiếc 200 triệu này form sáng mới 2016 này. Một chiếc 2016 bản đủ phun kịch SI này là 255 triệu. Và một chiếc hôm nay mới về này, chiếc Kia Morning 2018 thì trước đó gần 300 nhá. Để tí em xem lại chính xác giá thì em báo cho. Còn tầm 160 triệu thì chỉ có form 2010 đấy nhá. Vâng, tầm có form 2010 đấy anh ạ. Cảm ơn bình luận của anh rất là nhiều ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Khánh Trung này. Chào bác Nguyễn Duy Mạnh. Có i10 sedan không? Ồ, đây i10 sedan có đấy nhá anh Mạnh ơi. Đây, hôm nay bên em mới về một chiếc i10 sedan hai đầu đây. Bản bay nhá anh, tham khảo dùm em bản này này. i10 sedan hai đầu 2015 nước sơn màu trắng này. Đấy, biển 98 Bắc Giang đây. Đấy, anh tham khảo dùm em chiếc này này. Đây, sedan hai đầu này. Đấy, i10 đây, 245 triệu đồng anh nhá. Động cơ 1.2 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Máy số keo chỉ còn chất này, côn số ngọt ngào nhá. Nội thất ghế da thì hòa rét buốt luôn. Đấy. Trang bị cả màn hình OLED cỡ lớn rồi nhá. Đấy. Anh Nguyễn Duy Mạnh quan tâm mẫu này này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi để em được tư vấn cho anh về mẫu này nhá. 245 triệu. Anh tham khảo giúp em mẫu này này anh Nguyễn Duy Mạnh ơi. Đấy, sedan hai đầu hôm nay đã có này. Vâng, chào bác Hoàng Đức Hợp. Quá đẹp, vâng, cảm ơn bác Hoàng Đức Hợp rất là nhiều này. Chào bác Hoàng Long. Chào bác Phượng Hoàng này, có bán tải tầm 500 quay đầu không? Bác HK Đồng có bán tải tầm 500 quay đầu bác Đồng nhá. Đây em ngay sau đây thôi, em sẽ quay cho anh con bán tải tầm 500 quay đầu này. Vâng, cảm ơn bác Phạm Trách rất là nhiều này. Nhiều xe đẹp quá, cháu Thành Tùng ơi. Vâng, cảm ơn bác Phạm Trách rất là nhiều. Chúc bác Phạm Trách có buổi tối vui vẻ này. Qua làn sóng livestream này thì ủng hộ cháu đi bác Phạm Trách ơi. Đây nhá, anh Duy Mạnh nhá, em quay một vòng này, anh tham khảo giùm em chiếc i10 sedan hai đầu này nhá. Đấy, màu trắng rất đẹp đây. Thân vỏ thì liền lạc này, máy số keo chỉ còn chất còn đẹp nhá, 245 triệu đồng. Anh quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em hoặc là hai số hotline để trên màn hình rồi ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Đấy thì vừa rồi nó giới thiệu sedan hai đầu i10 rồi nhá. Đấy anh đã có sản phẩm để anh Mạnh quan tâm rồi này. Đấy, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đã đi anh Mạnh ơi. Vâng, bác HK Đồng ơi, bán tải tầm 500 quay đầu nhá. Đây, bán tải tầm 500 quay đầu này. Anh tham khảo giùm em chiếc này này. Ford Anger 2013, đăng ký là bánh năm 2014, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan đây. Động cơ 2.2 số sàn, 2 cầu máy dầu. Vua dòng bán tải nhá, bác tham khảo giùm em này. 410 triệu đồng cho chiếc bán tải trước máy quay ở đây. Bác HK Đồng ơi, 410 triệu đồng bác nhá. 2 cầu máy dầu 2013, 6 cấp số tiến, 1 cấp số lùi. Đấy, Ford Anger bản XLT bản đổ nhá. La răng đúc lốp láp mới này, có phanh đĩa ABS này, vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển này. Đấy, bản XLT bản đổ full kịch này, 410 triệu đồng. Đấy, bác HK Đồng mà quan tâm đến dòng bán tải 500 quay đầu này, tham khảo giùm em mẫu này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em để em gửi hình ảnh này, từ nội ngoại thất này cũng như video review chi tiết cho bác quan tâm chiếc này nhá. Vâng, chào tất cả mọi người vừa vào xem buổi livestream. Chào bác Hoàng Long. Chào bác Phượng Hoàng, có Everest không? Tiếc quá bác Phạm Hoàng ơi, Everest thì bên em này tạm thời là chưa có này. Bác cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Để lại cho em số điện thoại trong phần tin nhắn của fanpage. Làm một con đầu Everest nào thì em sẽ gửi cho bác trực tiếp luôn nhá. Gửi ngay cho bác luôn ạ. Ok, chào Trần Đức Anh này. Chào tôi Nguyễn Văn này, có con nào 7 chỗ tầm 200 không? Chào bác Trần Quang Hiếu này, chào bác. Chào bác Phan Triệu này. Vâng, chào toàn thể chị quý vị này mình ạ. Những bác nào em chưa kịp đọc tên thì cứ cho em gửi một lời chào đi. Một lời chào trân trọng nhất nhá. Đây em xin giới thiệu anh nào vừa hỏi mới 7 chỗ tầm 200 triệu này để em tư vấn này. Đấy, để em tư vấn 7 chỗ tầm 200 triệu cho gia đình mình nhá. Xe tập lái tránh mưa tránh nắng bên em rất là nhiều luôn này. Đây em giới thiệu con 7 chỗ tầm 200 triệu cho gia đình mình cùng tham khảo luôn này. Rồi em sẽ giới thiệu những dòng tập lái bên em. Đây 7 chỗ tầm 200 triệu cho anh chị quý vị nào quan tâm đấy ạ. Innova 207, 175 triệu đồng. Đây, với nước sơn màu xanh biếc khá đẹp đây.
Đấy, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, la răng đúc lốp láp đẹp, đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022 này. 175 triệu, giá còn bớt còn thương lượng cho một chiếc 7 chỗ vua 7 chỗ đây, Toyota Innova này. Đấy. Tiếp tục loanh quanh tầm hơn 200 triệu một chút nhá. Tư vấn cho em tiếp chiếc này này. Toyota Innova 2006, đăng ký là bánh năm 2008, xin lỗi nhà mình ạ. Đăng ký là bánh 2008 này. Đấy, với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình. Đấy, 265 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất. Xác định lỗi này, tặng xe luôn cho anh chị quý vị nhà mình này, bản G xịn nhá. Bản G xịn này, đấy, la răng đúc lốp láp đẹp, phanh ABS. Nội thất ghế da điều hòa lắng lạnh 2 chiều rét buốt, đăng kiểm thì còn dài, trang bị cả hai mắt cảm biến lùi chống va chạm phía sau. 265 triệu đồng, Toyota Innova bản G xịn gửi đến gia đình nhà mình. Đấy, bác nào đang quan tâm dòng 7 chỗ tầm 200 triệu này. Và hơn 200 triệu là một chút thôi, giá còn thương lượng nhá. Để ý cho em hai chiếc Toyota Innova này, vua 7 chỗ này, đấy. Tiết kiệm nguyên liệu vô cùng luôn, 9 lít trên 100 km. Nội thất thì siêu rộng so với tầm phân khúc 7 chỗ này, không có nào ăn lại luôn. Điều hòa của Nhật thì không phải bàn rồi ạ. Vâng, cảm ơn chị quý vị mình rất là nhiều nhá. Tầm 200 triệu có xe nào số tự động không? Rồi, để em xin đọc tất cả những bình luận của anh chị quý vị mình ạ. Vâng, chào bác Dũng Phạm Văn này. Tầm 200 triệu có nào số tự động không? Có nhá bác nhá. Vâng, chào bác Bùi Mạnh Quân. Có Vios tầm 250 triệu không? Bác Nhích Hoàng. Vâng, chào bác Nhích Hoàng. Có bác nhá. Bác giữ máy đi, theo dõi buổi livestream về với em. Em xin tư vấn cho anh chị quý vị mình những đầu xe bên đang có ạ. Vâng, xe đẹp long lanh. Cảm ơn bác Trần Đức Anh rất là nhiều. Cảm ơn bác Nguyễn Huy. Vâng, cảm ơn tất cả anh chị quý vị mình đang xem và để lại bình luận cho em ạ. Đây, em xin tư vấn nhá. Tầm 200 triệu số tự động đây gửi đến gia đình nhà mình. Genza 2010 đăng ký là bánh năm 2012. Động cơ 1.6 số tự động. Máy số keo chỉ zin luôn, zin đến từng con nóc luôn. Không thể tin được luôn gia đình ạ. Đăng kiểm thì còn dài này, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 nhá. Genza 2010 số tự động này. Nội thất ghế da, điều hòa lóng lạnh 2 chiều. Vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Đầu đài màn hình theo xe luôn nhá. Đấy, táp lô táp ly rất đẹp luôn. Nhà mình cùng tham khảo dùm em mẫu này này. Genza 2010 210 triệu đồng 1.6 số tự động. Vâng, bác nào mà vừa đang quan tâm đến mẫu số tự động 200 triệu này, tham khảo dùm em chiếc này một này. Đấy, Genza nhá. Tầm 200 triệu tiếp tục này có số tự động này. Con này thì hơn 200 triệu một chút này. Em cứ tư vấn mấy cái khoảng giá, cái phổ giá nó hơi rộng lên một chút để anh chị quý vị nhà mình có nhiều sự lựa chọn hơn này. Đấy, 255 triệu đồng tiếp tục nhá. La chất ti CDX này. Đấy, nhập Hàn xuất Mỹ nhá. La răng đúc lốp đáp đẹp, phanh ABS, xin nhan trên sườn xe. Trang bị cả cửa số lắp đây. Vô cùng hiện đại, vô cùng thể thao đây. 255 triệu đồng này. Đấy, tham khảo dùm em với mẫu bán, tham khảo dùm em mẫu số tự động mà tầm 200 triệu này. Vâng, chào bác Trần Tuấn Anh có BT50. BT50 thì tạm thời bên em trường của anh nhá. Anh tham khảo dùm em chiếc Forger này đi, hai cầu máy dầu này. Đấy, tham khảo dùm em chiếc này nhá. Có hình ảnh, có video review trực tiếp rồi nhá. Tham khảo dùm em chiếc này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em ạ. Cảm ơn anh Tuấn Anh rất là nhiều ạ. Chào bác Quang Phạm Quang Phát có Innova 2015 không bạn? Innova 2015 thì chiếc quá này bên em hôm qua luôn. Hôm qua mới bán một chiếc Innova 2015 rất là đẹp luôn. Vâng, tiếc quá bác Phạm Quang Phát ơi. Bác tạm ứng cho em xin một lượt like đi, cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage của xe ô tô đổi mới Hải Dương nhá. Lao một con đầu Innova đời 2015 trở lên em sẽ nhắn tin trực tiếp cho bác luôn ạ. Cảm ơn bình luận bác rất là nhiều nhá. Vâng, chào bác ạ. Chu Đức Nghiêm này, bán tải bao nhiêu? Vâng, đây bán tải đây anh ơi. Nhớ, em xin giới thiệu lại con này luôn này. Forger 2013 này, 410 triệu đồng gửi đến chị quý vị mình này. 2.22 cầu máy dầu này. Đấy. Bản đổ nhá, la răng đúc, phanh đĩa ABS. Đấy. Xin nhan trên gương. Gương kính cụp xòe điện này, đấy. Vô lăng túi khí để tích hợp các điều các nút điều khiển này. Đấy, nội thất ghế da bên trong đây. Còn zin theo xe rất đẹp luôn này. 6 cấp số tiến, 1 cấp số lùi này. Cam đồi, cam hành trình đầy đủ rồi nhá. 410 triệu đồng gửi đến chị quý vị mình. Đấy. Bác nào đang quan tâm dòng bán tải nhá, bên em có chiếc này để phục vụ cả gia đình mình đây.
Chào bác Nguyễn Viết Toàn này. Có con Sorento 2016 máy dầu là không? Ôi tiếc quá bác Nguyễn Viết Toàn ơi. Sorento 2016 máy dầu thì tạm thời bên em chưa có. Anh tạm ứng cho em xin một lượt na đi, một lượt theo dõi fanpage. Nào một cái đầu Sorento 2016 máy dầu là em sẽ gửi ngay cho anh nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Chào bác rồi để em đọc bình luận là chào bác lanh lạnh lùng có con nào một đầu tầm 130 triệu không? Một đầu tầm 130 triệu nào. Đây để em giới thiệu cho anh chị quý mình này. Một đầu tầm 130 triệu này. Một sản phẩm đến từ nhà Hyundai đây. Hyundai Getz 2009 động cơ 1.0 số sàn. Đấy. 135 triệu đồng này, giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Đây. Giá còn bớt còn thương lượng này, Hyundai Getz 2009 này, tư nhân chính chủ này, biển 4 số 1 chủ từ đầu. 5959K đi, 8979 nhá. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đây, em xin quay vật nội thất bên trong cho mình cùng quan sát cùng em này. Đấy. Cho mình quan sát cùng em nhá. Nội thất ghế lỉ zin nguyên bản theo xe này. Đấy, nội thất ghế lỉ zin nguyên bản theo xe. Vô lăng ba chấu tích hợp các túi khí an toàn trên vô lăng này. Đấy. Gương kính thì cụp xe điện 2009 một chủ từ đầu 135 triệu đồng nhá, cho anh chị quý vị mình quan tâm ạ. Chào bác Trường Vũ có xe cỏ dưới 100 không? Có xe cỏ dưới 100 bác chờ bác Trường Vũ nhá. Vâng, chào bác Tránh Tín có Hyundai Cerato à? À Cerato tạm thời bên em chưa có bác Tránh Tín nhá. Tạm ứng cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage đi. Để lại cho em số điện thoại ở phần tin nhắn của fanpage này. Nào một con đầu nào mà Cerato thì em sẽ nhắn tin trực tiếp cho bác luôn. Để cảm ơn bác rất là nhiều này. Chào bác Bùi Hữu Hảo có Innova đời cao không? Thì với em cũng trả lời một bác ấy, có Innova 2015 đấy. 2015 thì bên em có một chiếc Innova thì bán hôm qua mất rồi. Anh cứ tạm ứng cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi đi. Để lại cho em điện thoại ở phần tin nhắn của fanpage cho ô tô đầu mối Hải Dương. Để lao có đầu Innova đời cao là em sẽ giới thiệu luôn cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Vâng, chào bác Bùi Mạnh Quân, chào bác Út Lì, chào bác Hiền Nguyễn, chào bác Anh Ngọc, chào bác Dung Phạm Văn, chào bác Nguyễn Văn Sang này, chào bác Lê Khoa, chào bác Trường Vũ này, chào toàn thể chị quý vị rất là nhiều này. Có xe cỏ dưới 100 triệu không? Có xe cỏ dưới 100 triệu đồng anh nhá. Đây em xin giới thiệu cho anh này. Dòng xe tập lái tránh mưa tránh nắng huyền thoại đây. Daihatsu Matiz 2008 động cơ 0.8 số sàn luôn. Ăn xăng như ngửi luôn gia đình nhá. Tư nhân chính chủ Hà Nội đây, 29 Hà Nội phố này. La răng đúc lốp láp đẹp, sơn si thân vỏ thì lần lạc. 45 triệu đồng cho anh chị quý vị mình quan tâm nhá. Nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh 2 chiều Z bút luôn. Có 45 triệu đồng thôi này, tham khảo dùm em mẫu tập lái ở dưới 100 triệu này đi cả nhà mình ơi. Vâng, cả nhà mình đang xem buổi livestream này hôm nay. Cho em gửi những lời chúc này sức khỏe cũng như là gửi chúc sức khỏe đến anh chị quý vị mình. Đấy. Cùng như gia đình này có một buổi tour vui vẻ này. Qua bước 6 livestream này, ủng hộ Thanh Tùng bằng 5 7 lượt chia sẻ ủng hộ cho ô tô đồ mối Hải Dương đi. Không mất tiền không mất bạc gì cả để buổi livestream này được nhiều người biết đến hơn nhá. Cảm ơn anh chị quý vị nhìn mình rất là nhiều này. Cứ ủng hộ bằng những đợt like, những đợt thả tim, những đợt chia sẻ. Em xin giảm giá kịch sàn cho anh chị quý vị mình luôn ạ. Giảm giá làm sao cho những người quan tâm đến những dòng xe tại chợ ô tô đồ mối Hải Dương mua được xe ưng ý nhất, ưng ý về giá cả, về chất lượng xe luôn, bảo đảm anh chị quý vị mình trên giấy tờ. Vâng, chào bác khắp Bắp Khang Ca. Vâng, chào anh trai. Vâng, em xin chào bác khắp Bắp Khang Ca rất là nhiều ạ. Vâng, chào bác Trần Hoanh này. Vâng, chào bác người miền núi có Ford Everest 2250 lùi không? Ford Everest 2250 triệu chứ nội. Hơi bị líu ạ. Ford Everest 250 triệu thì tạm thời bên em chưa có anh nhá. Đấy. Anh người miền núi ơi, anh cho em xin một lượt like đi. Một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đồ mối Hải Dương này. Nào một con đầu Ford Everest nào về, em sẽ liên hệ trực tiếp với anh nhá. Cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Đây. Đấy, các bác cứ để lại câu hỏi đi, cứ để lại bình luận đi. Thanh Tùng xin trả lời một cách chi tiết nhất về những sản phẩm anh chị quý mình đang quan tâm nhá. Chiếc nào chưa có này thì em sẽ nói là chưa có này. Để lại số điện thoại cho em ở phần tin nhắn của fanpage, nào có em sẽ liên hệ anh chị quý vị nhà mình trực tiếp luôn ạ. Vâng, tiếp theo đây em xin báo giá cho gia đình mình tiếp theo này. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Toyota Innova dòng 5 chỗ quốc dân đây, tiếp tục gửi gia đình nhá. Xe được sản xuất năm 2010.
Đăng ký là bánh năm 2012, động cơ 1.4 số sàn. Đấy. La răng đúc tăm được trang bị 4 bánh này. Đấy, xin nhan trên gương. Tay lắm cửa viền chân kính thì bóng lốc rất đẹp này, điểm nhấn trên tông màu đen này rất là lịch sự, rất là sang trọng đây. Đăng kiểm thì còn dài này. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí toàn trên vô lăng. Đầu đài màn hình theo xe nhá. 195 triệu đồng cho anh chị quý vị nhà mình đang quan tâm ạ. Toyota Innova 2010. Đây hai chiếc Innova này. Đấy. Đấy dòng Toyota có hai cái loại xe quốc dân này, đấy rất là nhiều người lựa chọn luôn. Innova này và Innova này, đấy và Vios này, đấy nhà mình tham khảo cùng em này. Cạnh hai chiếc Innova rồi thì tiếp theo đây, em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một sản phẩm đến từ nhà Chevrolet đây. Cruze 2011, máy mới, form dáng mới, động cơ 1.6, số sàn 248 triệu đồng. Đấy, nhà mình cùng tham khảo giùm em này. Xin nhan thì tích hợp cả trên sườn xe và gương. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Tay lắm cửa này, viền chân kính thì được bọc lốc rất là đẹp đây. Em xin quay phần nội thất bên trong đấy nhá, để mình tham khảo giùm em một vòng này. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí toàn trên vô lăng. Trang bị màn hình OLED cỡ lớn này, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình này. Đấy, màn hình OLED cỡ lớn này. Nhà mình có thể xem phim này, nghe nhạc này, check map này, đọc tin tức khi đang di chuyển nhá. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. 248 triệu đồng, 1.6 số sàn, 5 chỗ ngồi. Xe thì tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Tham khảo dùm em một chiếc sedan 2 đầu phân khúc hạng C. Chưa đến 250 triệu đây nhà mình ạ. Đấy, chưa đến 250 triệu đồng luôn. Đấy thì trước chiếc Cruze vừa rồi thì hôm nay nhà em có về một chiếc Morning này, mới này, đời 2010 nhá. Nhà mình tham khảo dùm em nhá. Kia Morning 2010, động cơ 1.0 số tự động, 5 chỗ ngồi đây. Tư nhân chính chủ, biển 99 Bắc Ninh, quê hương quan họ chữ tình này. Đấy, cặp đèn pha trái xoài phía trước đây, công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Còn trong còn sáng này, còn đẹp này, không có dấu hiệu dạn nứt bóng mờ do sương do nhiệt nhá. Xin nhan trên gương này, đấy, xin nhan trên gương, la răng đúc lốp láp đẹp. 205 triệu đồng. Đấy, 205 triệu đồng. Kia Morning, động cơ 1.0 số động, nhà mình cùng tham khảo dùm em ạ. Đấy. Cặp đèn hậu phía sau này, dạng cột này, công nghệ halogen này, đấy vẫn còn rất là sáng, rất đẹp nhá. 2010, số tự động, 205 triệu đồng, giá còn bớt, còn thương lượng là cho anh chị quý mình quan tâm này. Vâng, nhà mình ơi, đang quan tâm dòng xe nào, mẫu xe nào, để lại bình luận giùm em đi. Để lại bình luận, để lại comment đi để em được tư vấn chi tiết nhá. Xã Bắc Quảng Xuân Bắc này, xã Bắc Xỉu Lê Đức, xã Bắc Hồ Bảo Toàn, xã Bắc Nguyễn Khánh Toàn, xã Bắc Bùi Mạnh Quân, xã Bắc Trần Hoành. Chào toàn thể anh chị quý vị mình trên ba miền tổ quốc đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, chào đại gia đình mình ạ. Quan tâm mẫu nào để lại bình luận giúp em đi ạ. Cạnh chiếc Cruze 2011 vừa rồi. Tiếp theo đây, này, nhà mình đang quan tâm dòng tập lái tránh mưa tránh nắng này. Tham khảo giúp em chiếc này đi. Đấy, rất là nhiều đầu xe vừa tầm tiền này. Tránh mưa tránh nắng này, phục vụ nhu cầu gia đình nhá. Genza 209, 135 triệu đồng. 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Đấy. Cam lùi, cam hành trình thì tích hợp đầy đủ rồi. Mờ chỉ có 135 triệu đồng thôi. Tham khảo rồi em mẫu này đi. Sedan 2 đầu, phân khúc hạng B. Máy số keo chỉ chất, lốp láp sơn si đẹp. Đấy. 135 triệu đồng. Rẻ hơn cả một con SH ấy cả gia đình ạ. Vâng, chào bác Đặng và Văn Trân này. Chào bác Tăng. Chào bác Trang Nguyễn, chào bác Bùi Bình, chào bác Võ Cảnh. Chào tất cả hàng thân thương nhất của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Cạnh mẫu Genza 2009 rồi. Tiếp theo đây, nhà mình tham khảo dùm em một mẫu 7 chỗ nhé. Mitsubishi Jolly 205, đăng ký là bánh năm 2007 bản đổ này. Động cơ 2.0 kim phun điện tử nhé. Vô cùng tiết kiệm nguyên liệu thôi. Đấy, 2.0 này. Động cơ 2.0 số sàn, 135 triệu đồng. Đấy, mình tham khảo dùm em một chỗ 7, một mẫu 7 chỗ gầm cao máy thoáng, la răng đúc lốp láp đẹp. Đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Cam lùi, cam hành trình được tích hợp đầy đủ rồi. 135 triệu đồng. Giá còn bớt, còn thương lượng được cho anh chị quý mình đang quan tâm này. Vâng, cả nhà mình đang xem buổi livestream này, cho phép em gửi lời chúc sức khỏe, một lời chúc trân trọng nhất gia đình của mình. Ủng hộ em bằng 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả. Mà để những anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu tìm những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng thì đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương, địa chỉ Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương ạ. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều. Vâng, cháu Bùi Bình, cháu Nguyễn Tiến này, cháu
Vệ Dung, chào bác Phi Phong này, chào bác Đỗ Biên, chào bác Quyên Phạm, chào bác Lê Tạo, chào đại gia đình nhà mình ạ. Đây nhà bác, bác mình, nhà mình bác nào đang quan tâm dòng một đầu số rộng này, động cơ 1.2, nhập hàng nguyên chiếc, tham khảo tiếp tục em những mẫu xe ưng như này nhá. Gen X 2010, đăng ký là bánh năm 2012, với cửa tiền 235 triệu đồng, nhà mình cùng tham khảo dùm em này. 1.2 số tự động. Đây la răng đúc thì được trang bị 4 bánh, lốp lát thì còn mới còn đẹp này. Phanh đĩa ABS này, một option vô cùng an toàn gửi đến gia đình nhà mình nhá. Có cả trang bị này, trang bị cả cửa sổ lóc trên cao này, vô cùng hiện đại đây. 235 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị mình. Xe thì mang nước sơn màu xám xi này, xin nhan trên sườn xe, nội thất ghế da theo xe này, điều hòa auto 2 chiều Z-Boost. Đây cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi. Vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Đấy, tích hợp các nút điều khiển này. Gương kính thì cụp xòe điện. 235 triệu đồng, Gentalic 1.2 số rộng này. Đấy, mình tham khảo dùm em nhé. Cạnh chiếc Gentalic 2010 vừa rồi, 2016 xin giới thiệu đến gia đình nhà mình một sản phẩm đây. Kia Morning 2016 200 triệu đồng tròn. Đấy, với nước sơn màu vàng này rất là ngộ nghĩnh nhá, nước sơn màu vàng rất là đẹp đây. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Sơn xi đẹp, máy số, keo chỉ thì còn zin còn chất, đăng kiểm còn rất là dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Xe thì được trang bị la răng đúc 4 bánh rồi này. Tay nắm cửa này, viền chân kính thì bọc lốc này. Đây nội thất bên trong đây nhà mình ơi. Nội thất bên trong tông hai màu đen đỏ rất đẹp đây. Vô lăng hai chấu này, đấy. Trên táp lô thì được giải thảm cách nhiệt đây. 200 triệu đồng tròn. Đấy, cho mẫu Kia Morning nhá. Tiết kiệm nguyên liệu, máy số điện đón thì rất là lành này. Dây bảo trì bảo dưỡng cũng như là sửa chữa phụ tùng thay thế thì luôn có sẵn nhá. Đấy, một dòng xe bạn của mình nhà đấy, gửi đến gia đình mình. Vâng, chào Lê Tạo này, chào bác Quyên Phạm, chào tất cả anh chị quý vị mình vừa xem buổi livestream này. Anh chị quý vị mình nào lần đầu và xem em này thì hãy cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Hyundai Grand i10 bản đồ phun kịch dưới gia đình mình đây. 245 triệu đồng. Động cơ 1.0 số sàn bản đồ phun kịch. Đấy. La răng đúc lốp láp đẹp. Phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương. Gương kính cụp xòe điện đây. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Trang bị cả đè lổ startup nhá. 245 triệu đồng. Màn hình to đùng rồi. Phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi, biển 30 Hà Nội phố đây. 245 triệu đồng nhá. Anh chị quý vị mình cùng tham khảo giùm em này. Đấy. Cạnh chiếc Hyundai Grand i10 2014 được rồi. Tiếp theo đây em lại giới thiệu anh chị quý vị mình này. Toyota Vios bản E màu đen 2010, 245 triệu đồng. Động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Đăng kiểm thì còn dài này, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Đấy, 245 triệu đồng. Là răng đúc tăm 4 bánh, trang bị phanh đĩa ABS ở hai bánh trước này. Đấy. Máy số keo chỉ, sơn xi thì còn zin theo xe. Em xin quay vào phần nội thất bên trong này, gia đình mình có nhìn tổng quan hơn về em nói nhé. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Màn hình OLED 8 inch này, đấy. Rất là to luôn. Phục vụ mọi nhu cầu của gia đình nhà mình. 245 triệu đồng. Giá bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Toyota Vios 2010 ạ. Đấy, rất là nhiều đầu xe đây. Để phục vụ gia đình nhà mình ạ. Cạnh chiếc Toyota Vios 2010 rồi. Tiếp đây nhà mình tham khảo giùm em này. Gentalic màu đỏ đô 2010, đăng ký là bánh năm 2011. Tư nhân chính chủ Hải Dương 4 mùa không ngập lụt đây. Quê hương của Thanh Tùng cũng như là nơi đặt trụ sở giao dịch chính của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đấy ạ. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Máy số keo chỉ sơn xi cột kèo thì còn zin. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, la răng đúc zin nguyên bản theo xe 4 bánh. Lốp láp thì còn đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Sấy gương, sấy kính thì đủ cả rồi. 228 triệu đồng gửi đến gia đình nhá. Đây, nhà em đang có hai chiếc Gentalic này. Màu đỏ đô này và màu xám bạc này. 235 triệu đồng này. 228 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình ạ. Rất là nhiều đầu xe này.
để em quay vào góc này này đi để phục vụ anh chị quý vị mình nhá. Đây em xin giới thiệu vài đầu xe tập lái đây, từ 2 đầu đến 1 đầu này. Đấy, nhà mình cùng tham khảo giùm em đi. Cứ để lại bình luận, để lại comment để em được tư vấn nhá. Giá tầm trung thôi, hơn 150 triệu đồng một chút thôi ạ. Đây, hai chiếc sedan 2 đầu trước máy quay em đây này, giới thiệu gia đình mình này. Lacetti 207 này và Lacetti 208 nhá. 1.6 số sàn 5 chỗ ngồi, màu đen sedan 2 đầu. 207 là 150 triệu đồng này. 208 là 150 triệu đồng này. Đấy, đồng giá hai chiếc 150 triệu đồng. Để gửi đến gia đình của mình. Máy số keo chỉ thì còn chất, lốp lát thì còn đẹp này. Đấy. Tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Đấy, nhà mình tham khảo giùm em mẫu này đi. 150 triệu đồng thôi gia đình nhá. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang này. Tay nắm cửa viền chân kính này, cũng như ốp gương thuyền bọc lốc rồi. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 ạ. Vâng, cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều này. Đấy, La Giang Đúc 4 bánh này. 150 triệu, 150 triệu này. Giá còn bớt, còn giảm sâu được cho anh chị quý vị mình quan tâm ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Trung, chào bác Thọ sửa khóa này. Chào bác Đỗ Biên, chào tất cả anh chị quý mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Cho em xin một vài lượt chia sẻ đi, mỗi người cho em xin 2 này, 3 lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc gì mà để lan tỏa buổi livestream này hơn. Để những ai mà đang quan tâm những dòng xe đã qua sử dụng này mà chưa tìm được địa chỉ uy tín này, đến với em, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Cam kết với anh chị quý vị nhà mình những đầu sản phẩm bên em này không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước, cũng như là không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhá. Xin cam kết trên giấy tờ văn bản cho anh chị quý vị mình, nếu sai này đổi trả 1-1, không ưng ý nữa, hoàn tiền lại 100% cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Chiếc máy quay em đây, tiếp tục xin giới thiệu cho gia đình nhà mình một mẫu Vivante đây. Vivante 2008, đăng ký bánh năm 2010, động cơ 2.0 số sàn, 168 triệu đồng nhá. Máy số keo chỉ sơn si, gầm bệ thì còn chất còn đẹp này, 168 triệu đồng. Còn bớt được thêm cho gia đình quan tâm này. Đấy, anh chị quý vị nào đang quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào, để lại cho em xin bình luận, để lại cho em xin comment đi. Còn mà muốn sâu sắc hơn nữa này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em. Xin nhắn tin riêng này, gửi những hình ảnh, những video chi tiết nhất để gia đình cùng tham khảo ạ. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Vâng, chào bác Trần Văn Việt, chào bác Quyên Phạm. Chào anh chị quý mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Nhưng bác nào vừa vào lần đầu, cho em xin một lượt like, nhưng một theo dõi fanpage đi gia đình ơi. Đây, tiếp tục là Hyundai Grand i10 nhá. Hai chiếc Hyundai Grand i10 này giới thiệu gia đình này. Chiếc bên trái em đây em đang chỉ này, 2014 bản đổ full kịch này. Đấy. Chiếc bên phải này thì bản bay này, bản tiêu chuẩn nhá, nhà mình cùng tham khảo dùm em này. Một chiếc hơn 200 triệu này và chiếc dưới 200 triệu một chút thôi. Tham khảo dùm em này, xem nhà mình tầm tài chính bao nhiêu này, nhu cầu như thế nào nhá. Đấy, có đủ tầm tiền i10 cho thì mình cùng tham khảo đây. i10 bản đổ 2014 này, đăng ký vào bánh năm 2016, 245 triệu đồng nhá. i10 bản đổ bên em đang đồng giá là 245 triệu đồng, nhà mình cùng tham khảo đi. Đồng giá đến hết tháng này 245 triệu đồng nhá. Chốt nhanh dùm em ạ. Đấy. Na răng đúc thì được trang bị 4 bánh này, lốp lát thì còn mới còn đẹp. Xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương này, gương kính cụp xòe điện, vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng, tích hợp các nút điều khiển, 245 triệu đồng, đăng kiểm còn dài, sẵn đi sẵn di chuyển thôi, đổ xăng vào là chạy thôi ạ. Đây bản bay đây, bản tiêu chuẩn đây, 2014, đăng ký bánh năm 2016, 195 triệu đồng nhá. Đây em xin quay góc bên này đi để cho anh chị quý mình cùng dễ quan sát hơn ạ. Xe thì mang nước sơn màu xám rất đẹp đây, la răng sắt zin nguyên bản theo xe này. Đấy, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, còn sáng còn đẹp. Đấy, em sẽ quay phần nội thất bên trong này cho nhà mình cùng quan sát dùm em nhé. Vô lăng 3 chấu này, gương kính cụp xòe điện, nội thất hai màu tông đen đỏ, chân lỉ zin nguyên bản theo xe nhé. 195 triệu đồng, giá còn bớt, còn thương lượng được cho những anh chị quý vị khách hàng thân thương nhà mình ạ. Đây, còn rất là nhiều đầu xe, đấy, rất là nhiều đầu xe luôn, để cho mình cùng tham khảo, cùng quan tâm nhé. Giá tiền vừa phải thôi, phục vụ toàn thể anh chị quý vị mình thôi. Những dòng xe gọi là quốc dân nhất á, giá phổ biến bình dân nhất để phục vụ gia đình mình ạ. Đây, đây em xin giới thiệu từ bên này đi. Kia Morning 2011, máy Eco bản Sport nhập Hàn nhé. Mình tham khảo dùm em một chiếc xe nhỏ gọn này, nước sơn màu trắng sứ này. Máy Eco thì vô cùng tiết kiệm nguyên liệu rồi, bản nhập Hàn thì rất là bền bỉ này. La răng đúc 4 bánh này, đấy. Có phanh đĩa ABS này,
lốp lát còn mới còn đẹp. Xin nhan trên gương đây, xin nhan trên gương này. Đấy, em quay vào nội thất bên trong là mình cùng tham khảo nhá. Nội thất ghế da màu da bò đây, theo chỉ 5D rất là đẹp luôn. Động cơ 1.0 số động cần số rích rác này, màn hình OLED cỡ lớn này, điều hòa auto Z-Boost 210 triệu đồng này, 210 triệu đồng nhá, nhà mình tham khảo dùm em này. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Tư nhân chính chủ không có dịch vụ taxi. Máy số keo chỉ keo cột thì còn zin còn đẹp nhá. Đấy, Kia Morning 2010 bản Sport máy Eco. Đấy, gửi đến gia đình nhà mình này. Đằng sau chiếc Kia Morning số động đời 2011 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin gửi đến gia đình mình một mẫu Accent nhá. Đây bác nào mà vừa hỏi Accent này, đấy. Đẩy em chiếc này đi. Hyundai Accent 209 động cơ 1.6 số sàn, 5 chỗ ngồi. Cửa tiền chỉ có 160 triệu đồng thôi. Đăng kiểm thì con rất là dài này, đăng kiểm tháng 12 năm 2022. Mang lớp sơn màu sáng bạc rất là đẹp đây. Côn số thì mượt mà này, đấy. Côn số mượt mà, máy số keo chỉ thì còn chất. 160 triệu đồng thôi, tư nhân chính chủ 14A Quảng Ninh đây. Tham khảo giúp em chiếc này nhá, cửa tiền chỉ là 170 triệu đồng thôi. Đấy, tham khảo giúp em chiếc này đi gia đình ơi. Hyundai Accent 209 nhá, la răng đúc 4 bánh này. Lốp lát thì còn dày dặn còn đẹp. Bác nào quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage dùm em này, hoặc là hai số Zalo em để trên màn hình 0347701777 và 0343540999. Chưa mua cũng được, cứ gọi cứ nhắn tin qua cho em để được tham khảo nhá. Vâng, tư vấn miễn phí cho anh chị quý vị mình luôn. Những bác nào ở gần chợ ô tô đầu mối Hải Dương đến trực tiếp bên em đi, gặp em để em tư vấn trực tiếp này, cũng như là được xem xe chạy thử xe miễn phí luôn nhá. Vâng, cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều này. Cạnh chiếc Accent 2009 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình đây, một hoa khôi hậu của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đây. Kia Rio 2015 đăng ký bản bánh năm 2018 với nước sơn màu trắng sứ đây. Động cơ 1.4 số tự động đăng ký 5 chỗ ngồi. 405 triệu đồng cho anh chị quý vị mình đã quan tâm nhé. Nhập hàng nguyên chiếc ạ. Đăng kiểm còn rất là dài này, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Cặp đèn gầm phá sương thì trang bị công nghệ đây, bi cầu siêu sáng siêu đẹp nhé. Giúp anh chị quý vị mình di chuyển những điều kiện thời tiết sương mù rất an toàn luôn. Tư nhân chính chủ 14A Quảng Linh này. La răng đúc zin nguyên bản theo xe, lốp lát thì còn đẹp này. Đấy, mặt càng mũi hổ thì vô cùng là quen thuộc cái dòng Kia Morning. Em xin quay phần nội thất bên trong cho anh mình cùng tham khảo thêm nhé. Vô lăng ba chấu này thì được tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng, tích hợp các nút điều khiển và các nút glue control. Đấy, động cơ 1.4 này. Đây em xin quay. Đây, giá được bán công khai và liên tiếp tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhé, 405 triệu đồng. Đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe này. Các cổng AUX, USB và cổng nguồn 12V đã có rồi. Đấy, 405 triệu đồng cho anh chị quý vị quan tâm ạ. Kia Rio 2015 đăng ký lăn bánh năm 2018 nhé. Vâng, chào bác Thanh Ngọc, chào bác Nguyễn Thành, cho thợ sửa khóa nhá. Cả nhà mình đang xem buổi live stream ngày hôm nay, hoan hỉ lên, vui vẻ lên, sở lở lên, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Không mất tiền, không mất bạc ấy nhá. Những lượt chia sẻ này, những lượt bình luận, comment, thả tim, thả like là nguồn động lực của chợ ô tô đầu mối Hải Dương, để đem đến toàn thể anh chị quý vị nhà mình những sản phẩm đẹp nhất, chất lượng nhất ạ, để phục vụ nhiều hòa anh chị quý vị mình. Chiếc Kia Morning này là 205 triệu đồng này, mới về em giới thiệu rồi này. Đấy, 1.0 số động nhá, tham khảo dùm em này, nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu này. Cạnh Kia Morning 2010 vừa rồi, một mẫu xe đến từ Nhật đây, Mazda 626 2005 đăng ký là bánh năm 2007, động cơ 2.0 số sàn nhá. Đấy, la răng đúc phanh đi ABS. Đấy, xi nhan trên sườn xe, thân vỏ sơn xi thì còn rất là đẹp này, máy số keo chỉ còn zin. Đấy, cam kết anh chị quý vị nhà mình 140 triệu đồng thôi, tham khảo dùm em đi, một mẫu sedan hai đầu đi. Đấy, rất đẹp, Mazda 626 dành nhá. Này, rất là nhiều sản phẩm đây. Em xin phép gửi máy quay đây này, em muốn một cốc nước này, và tiếp tục quay lại mấy phần live stream để phục vụ toàn thể anh chị quý vị nhé. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều này. Đấy, em đã giới thiệu rất là nhiều sản phẩm rồi. Anh chị quý vị mình đã có sự lựa chọn chưa ạ?
chưa có sự lựa chọn nào ưng ý nhỉ? Tiếp tục theo dõi buổi livestream cùng Thanh Tùng ngày hôm nay đi. Tiếp tục theo dõi cùng em này để chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất nhá. 140 triệu đồng La Chatty Celic 2008 đây. Gia đình mình tham khảo cùng em nhé. 140 triệu đồng thôi. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến cuối năm nay này. La răng đúc lốp láp đẹp này, sơn si chất. Đấy, xe đang hai đầu tập lái phục vụ gia đình nhà mình này. 140 triệu đồng ạ. Vâng, chào bác Đinh Văn Viện nhé, chào bác Nguyễn Trung. Cạnh mẫu La Chatty 2008 rồi. Tiếp theo đây, Toyota Vios 2010 mà chỉ có 195 triệu đồng thôi. Anh chị quý vị nào chốt đi, em bớt cho 5 triệu này. Bớt cho 5 triệu là 190 triệu đồng tròn nhé. Động cơ 1.4 số sàn 5 chỗ ngồi đây. Tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. La răng đúc tăm 4 bánh này. Trang bị công nghệ hộp số VVTi vô cùng tiết kiệm nguyên liệu. Ăn đâu đó từ 6 đến 7 lít xăng trên 100 km thôi. Biển tư nhân chính chủ đây 34, 4 mùa không ngùng lụt này, quê hương Hải Dương đây. Tham khảo dùm em chiếc Toyota Vios này ạ. Với nước sơn màu vàng cát đây, cả gia đình ơi. Chia sẻ mạnh lên cho em đi. Cảm ơn gia đình mình ơi. Chia sẻ mạnh lên đi. Chia sẻ càng nhiều này, lượt like, lượt thả tim càng nhiều này, giảm càng sâu này. Giảm làm sao cho anh chị quý vị mình, những ai mà đã like, đã tim, mua được xe nghĩ thôi nhá. Cạnh mẫu Vios 2010 vừa rồi. Tiếp theo đây, Vela 2009 mà chỉ có 160 triệu đồng thôi. 160 triệu đồng này. Đấy, máy số chất này. Máy số chất, keo chỉ cột kèo thì còn zin, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Động cơ 1.4 số sàn luôn. Đấy, 160 triệu đồng, nhà mình tham khảo dùm em này. Đây, Kia Morning 2018 mới về đây. 335 triệu đồng nhá. 335 triệu đồng này đã được giới thiệu ở phần đầu phần này buổi livestream này. Những anh chị quý vị nào đang quan tâm những dòng xe một đầu nhỏ gọn, số động này, đấy, nhất này các bác nữ nhá, tham khảo dùm em chiếc này này. Kia Morning 2018, 330 triệu đồng, đăng kiểm còn dài. Tháng 4 năm 2022 này, tham khảo dùm em chiếc này đi cả gia đình ơi. Đời hơi dưới chiếc 2018 một chút thôi nhưng cũng vẫn rất là cao này. 2016 Kia Morning bản SI 255 triệu đồng số sàn nhé, gửi đến gia đình của mình. La răng đúc phay 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương này. Thân xe sơn vỏ thì liền lạc, không cong vênh, không bóp méo, không lâm đụng va chạm này. Form dáng mới nhá. Form dáng đuôi, form dáng đây. Giải đèn hậu dấu hỏi đây, form dáng mới này. 225 triệu đồng Kia Morning bản SI 2016. 1.25 số sàn 4 máy này. 330 triệu này. Đấy, Kia Morning 2018 số tự động này. Tham khảo giùm em đây, một đôi Kia Morning đi ạ, gia đình ơi. Đây còn quanh khu này này. Thì vừa rồi em đã giới thiệu đến trên 50 đầu xe đấy. Anh chị quý vị mình đã chọn được mẫu nào chưa nhỉ? Chọn được mẫu nào chưa? Để lại bình luận đi để em tư vấn tiếp tục nào gia đình ơi. Vâng, chào bác Quyên Phạm này, chào bác Thủy Coi, chào bác Lương Văn Cầu, chào bác Đinh Văn Viện này, chào cả gia đình của mình. Đấy, xin cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều này. Rồi vào khung giờ 8:30 mỗi tối này thì vẫn theo dõi em live stream này để báo giá này. Có thể là em live stream chưa hay này, gọi là chưa chi tiết lắm này. Anh chị quý vị mình cứ để lại comment, những lượt góp ý, những lượt comment là nguồn động lực để cho em phát triển hơn nhé. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều này. Nhưng có gì sai sót thì cả nhà mình cứ bỏ qua cho em, cứ theo dõi buổi live stream đi, để lại bình luận đi để bổ túc những thêm kiến thức về ô tô cho em nhé. Cảm ơn chị quý vị rất là nhiều này. Tiếp tục là Hyundai Grand i10 bản đối nhé, nhà mình tham khảo dùm em này. Một dòng xe quốc dân nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu đây. Hyundai Grand i10 2014, đăng ký là bánh năm 2017, 245 triệu đồng, đồng giá tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. La răng đúc 4 bánh lốp láp còn mới còn đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở hai bánh trước này. Hỗ trợ phanh tăng chống ở phía sau nhá, hỗ trợ phanh tăng chống phía sau này. Tay nắm cửa thì được trang bị nút phím mở một chạm thông minh này. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xòe điện, vô lăng ba chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng, tích hợp các nút điều khiển, có đầy đủ startup này. Lộ thất ghế da theo xe 245 triệu đồng, tham khảo dùm em chiếc Hyundai Grand i10 bản đối nhá. 1.0 số sàn nập ấn nguyên chiếc này. Vâng, chào bác Ngọc Đức này, chắc Bùi Hồng Ân. Chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên ba miền tổ quốc. Vâng, có dịp cứ qua Hải Dương, cứ qua chợ bên em nhé. Sẵn lòng phục vụ anh chị quý mình 24/7 luôn. Đấy, gặp gỡ anh chị quý mình em rất là vui này, lấy làm hân hạnh rất là nhiều ạ. Cạnh chiếc i10 vừa rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình hai chiếc sedan hai đầu tập lái đây.
tầm tiền loanh quanh 200 triệu đồng thôi. Tham khảo dùm em nhé gia đình ơi. Grandstar 209 135 triệu đồng. Đấy. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. La răng đúc lốp lát đẹp sơn xi chất 135 triệu đồng này. Nhích hơn một chút nữa, tham khảo dùm em chiếc này đi. Nhích hơn một chút này. La Chetti 2012, đăng ký là bánh năm 2013, 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi. Đăng kiểm thì còn đến tháng 1 năm 2023. 190 triệu nhà mình tham khảo dùm em nhé. Đấy. Bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị mình hai đầu xe này này, 190 triệu đồng và 135 triệu đồng này. Sedan hai đầu màu đen nhé. Tham khảo dùm em hai chiếc này đi gia đình ơi. Cạnh hai chiếc Lancia thì vừa rồi, tiếp cho đây này. Đấy, hai đầu Hyundai Grand i10 này. Một chiếc bản đủ phun kịch và một chiếc bản bay tiêu chuẩn. Tham khảo dùm em này. Tầm tiền nào này, đấy. Nhu cầu như nào chọn mẫu đấy dùm em này. Bản đủ 2014 này, đăng ký là bánh năm 2017. 1.0 số sàn nhập ấn. Tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. La răng đúc lốp láp đẹp, phanh DFS xi nhan trên gương, đăng kiểm còn 1 năm. Đăng kiểm 1 năm nữa luôn này, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Mang về không phải suy nghĩ, không vấn vương cả, đổ xăng vào nó chạy thôi. 245 triệu đồng. Đây. Bản B 2016 đời cao này. Bản B 2016 đăng ký là bánh năm 2018. 1.0 số sàn 240 triệu đồng. Đấy, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Máy số keo chỉ cột kèo thì còn zin, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022 cả gia đình nhá. Đấy. Rất là nhiều i10 này, từ bản đổ phun kịch đến bản tiêu chuẩn này, phục vụ mọi nhu cầu, mọi giá tiền của anh chị quý vị mình. Nhu cầu như nào, phân khúc đáp ứng bao nhiêu tiền, chọn mẫu đấy cho em đi. Tư vấn sâu này, giá còn bớt còn thương lượng được nhá. Vâng, thì vừa rồi em đã giới thiệu 68 đầu sản phẩm đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em. À, 86 đầu ạ. Xin lỗi mình, 86 đầu. Anh chị quý vị mình qua buổi sóng livestream này thì vô cùng cảm ơn đã theo dõi đến bây giờ nhá. Thì em xin phép kết thúc buổi livestream ngày hôm nay. Chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh buôn bán cũng như ký gửi những dòng xe 4 chỗ đến qua sử dụng. Xin chào và tạm biệt anh chị quý vị mình. Muốn có xe hay thì tìm ngay Thanh Tùng chạy ô tô đầu mối Hải Dương. Vâng, chúc cả gia đình mình có một buổi tối vui vẻ. Tí sẽ có một giấc ngủ ngon để mai vào một ngày lao động ok nhất nhá. Chào cả gia đình ạ. 8 giờ 3 phút ngày mai nhá. Hẹn gặp lại gia đình mình.